Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Nếu các bạn đang ở Mỹ và muốn đi du lịch đâu đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu thì xin hãy ghé vào đây xem cái video mà mình hướng dẫn hôm nay. Cái cách để các bạn book một cái package có bao gồm vé bay, khách sạn và phương tiện vận chuyển cũng như là bảo hiểm để cho các bạn đi du lịch. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể, mong các bạn cùng đón xem nha. Ở đây mình có cái checklist là những cái mà các bạn cần phải làm trước khi các bạn chuẩn bị cho cái chuyến đi. Đầu tiên là vé bay, nếu bạn nào muốn chọn cái phương tiện bay để đi du lịch. Cái thứ hai là cái nơi lưu trú của các bạn ở cái địa điểm du lịch đó, ví dụ như là khách sạn, là resort, là homestay, hoặc là tất tần tật những cái loại hình mà lưu trú của các bạn ở cái nơi đi du lịch. Cái thứ ba nữa là cái phương tiện vận chuyển từ cái sân bay đến cái nơi lưu trú của các bạn. Thứ tư là cái giấy tờ nào các bạn cần mang theo khi đi du lịch. Cái kế tiếp là cái nếu các bạn chọn cái phương tiện là từ nhà đi đến sân bay để bắt đầu khởi hành cho chuyến đi là xe của nhà mình, thì các bạn phải book trước cái chỗ để mà mình đậu xe ở đó. Cái tiếp theo nữa là cái bảo hiểm khi đi du lịch, thì mình nghĩ cái điều này là điều rất là cần thiết, vì mình đã chuẩn bị, mình đã trả rất là nhiều tiền cho vé bay, cho đặt phòng ngủ, nên mình nghĩ khi mà có cái bảo hiểm thì nó sẽ đảm bảo cho cái việc mà có rủi ro gì mà làm cho các bạn phải cancel cái chuyến bay đó thì mình phải sẽ không mất tiền. Cái thứ hai nữa là vấn đề về y tế khi mình ra khỏi nước Mỹ, ví dụ như mình đi qua bên Mexico, thì nếu mà các bạn có vấn đề gì về y tế thì cái bảo hiểm sẽ là cái mà bảo vệ cho các bạn, để các bạn không phải trả tiền nhiều quá cho những cái sự cố hoặc là rủi ro về y tế khi mình gặp phải khi đang đi du lịch. Kế tiếp nữa, khi mọi thứ đã xong hết thì mình sẽ chuẩn bị soạn đồ để mình lên đường, và cuối cùng là let's go. Cái website hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn là website tripcaribbean.com. Cái website này là nơi mà các bạn sẽ vô để các bạn tham khảo giá của cái chuyến đi của mình. Họ có bao gồm là vé bay, khách sạn và kể cả những phương tiện vận chuyển cũng như là cái bảo hiểm cho các bạn ở trong đó luôn. Thì đầu tiên mình sẽ lấy ví dụ chuyến đi Cancun từ Dallas Fort Worth, thì sẽ đến Mexico mình chọn cái ngày là từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 của năm nay. Để làm ví dụ, các bạn có thể gõ vô tất cả những cái ngày nào mà các bạn muốn đến, tất cả những nơi nào mà các bạn muốn nha, thì trong cái website này nó đều có hết. Mình sẽ lấy ví dụ là cái khách sạn mà mình đã từng ở đây luôn, là cái khách sạn Fiesta Americana Condesa ở bên Cancun, để mình so sánh cái mình đã từng đi cái khách sạn này rồi nên mình có một số cái kinh nghiệm về cái khách sạn này, và mình rất là recommend mọi người tới cái khách sạn này luôn, vì cái dịch vụ của họ rất là tốt. Thì nên hôm nay mình sẽ lấy cái ví dụ của mình là cái khách sạn Fiesta Americana Condesa. Đây rồi, mình đã tìm thấy đây. Thì cái giá bắt đầu hiện tại bên đây họ để là 837 đồng cho khách sạn khi mà mình book đi là hai người và một hai người lớn và một đứa con nít dưới 3 tuổi. Thì đây là thông tin tất tần tật về cái khách sạn cũng như là những cái policy của cái khách sạn này. Thì xong mình chọn, mình click vô cái chỗ là select. Cái điều thứ hai là mình book cái vé bay, thì ở đây họ show ra cho mình nhiều cái hãng vé bay khác nhau. Thì nếu các bạn có thích một cái hãng nào, giống như là ví dụ American Airlines hoặc là Spirit hoặc là United, thì các bạn click vô. Hoặc là các bạn chọn, các bạn chỉ cần cái chuyến bay nào mà nó rẻ nhất thì các bạn cứ chọn cái chuyến bay đó. Thì hiện tại mình lấy ví dụ ở đây là hãng American Airlines, thì họ có những cái khung giờ khác nhau.
Mình lấy ví dụ, thường là mình thích cái giờ mình đi là tầm buổi trưa, tại vì các bạn không phải thức quá sớm, chỉ cần sáng sớm các bạn thức xong là các bạn chuẩn bị cho cái chuyến đi, ra sân bay này nọ kia, thì tầm tới trưa bạn bay là hợp lý. Thì đi Cancun thì bay khoảng là 2 đến 3 tiếng, thì khoảng 3 tiếng thì khi đó các bạn vào buổi chiều, đầu giờ chiều là các bạn bắt đầu tới Cancun, thì các bạn cũng có thời gian để xuống đó để làm thủ tục. Khi mà các bạn tới khách sạn thì nó cũng không quá là trễ, kịp cho các bạn ăn tối ở khách sạn luôn. Thì cái này là thông tin về chuyến bay khởi hành đi từ lúc 12 giờ trưa và đến Cancun là tầm 3 giờ chiều. Và sau đây là mình chọn cái chuyến bay trở về. Đối với chuyến bay trở về thì mình cũng ưu tiên cho buổi sáng thoải mái, mình không có phải bay mà mình bay ở buổi chiều. Thì khi về tới cái nơi của các bạn thì các bạn cũng còn thời gian để mà các bạn chuẩn bị cho những cái công việc khác, hoặc là về tới nhà là cũng không quá trễ. Mỗi một cái địa điểm các bạn đi và đến nó sẽ khác nhau so với cái vùng mình ở, nên mình cái đó là tùy thuộc vào mỗi người nha. Các bạn cứ chọn cái khung giờ nào mà các bạn thấy thoải mái nhất để bay. Check lại một lần nữa về tất cả các thông tin chuyến bay. Thì ở đây mình có thông tin tất cả về cái chuyến bay của mình, giấy tờ là đi hãng bay gì, cho chuyến đi. Số máy bay thì khi đi Mexico thì các bạn cần passport, chứ không phải là ID nhé. ID là cho tụi mình đi trong nước, còn Mexico là đi nước ngoài nên mình cần mang theo passport. Tiếp theo là phần phương tiện vận chuyển. Thì ở đây họ có cái công ty mà sẽ đưa các bạn từ sân bay ở Cancun đến cái khách sạn mà các bạn ở. Thì ở đây họ đưa ra cho mình những cái công ty cũng như những cái phương tiện nào mà mình chọn, cũng như những cái giá khác nhau. Thì các bạn click vô đây. Ví dụ các bạn chọn một cái loại phương tiện vận chuyển mà giá ok nhất, bình thường nhất, chứ cũng không phải là đi riêng tư hoặc là đi nhanh hoặc là những cái gì mà phải trả thêm tiền. Thì cái gói nhỏ thấp nhất của họ ở đây là 26 đồng trên một người. Ở đây họ có rất nhiều option cho tụi mình chọn. Và khi các bạn click vô cái chữ More thì sẽ có những tất cả những cái thông tin chi tiết về cái công ty vận chuyển và những cái dịch vụ có ở trên xe. Và cái này là cái Ground Trip, là họ sẽ đưa bạn từ sân bay về khách sạn, và họ sẽ đón bạn từ khách sạn đi sân bay cho cái chuyến bay trở về của các bạn. Thì ở đây họ chỉ tính cho người lớn thôi, không có tính cho con nít. Thì adult, the 2 and up. Ở đây là nếu mà con nít trên 2 tuổi thì mình phải chọn là 3 người nha. Thì ở đây mình chọn 3 người, mỗi người là 26 đồng. Thì cái số 52 này hồi nãy là mình chỉ chọn 2 người thôi là không đúng, mình phải chọn 3 người. Là nó tầm 70 mấy đồng á. Thì trên đây là hiển thị tất cả những cái thông tin về chuyến bay của các bạn. Thì mình vô trở lại xem cái phần tới đây thì tụi mình đã sắp hoàn thành rồi. Mình có khách sạn nè, mình có thông tin chuyến bay nè, và mình đã có cái phương tiện vận chuyển để đưa đón từ sân bay về khách sạn. Còn phần khách sạn hồi nãy á, kiểm tra một khách sạn nữa, thì họ sẽ có nhiều loại cái phòng khác nhau. Thì khi các bạn chọn mỗi loại phòng thì nó sẽ có mỗi cái loại giá khác nhau. Ở đây là họ có cái loại phòng mà Premium Garden View với lại một giường king, hoặc là Premium Garden View mà hai giường double bed. Thì khi mà các bạn chọn nhiều loại như vậy thì giá nó sẽ khác nhau. Ví dụ các bạn chọn loại mà hai giường thì nó sẽ thêm 30 đồng hoặc là thêm 100 đồng cho những cái loại phòng khác nhau. Thì cái này là tùy nhu cầu của mỗi người, các bạn cứ chọn theo cái nhu cầu của các bạn.
thì trên cái website họ sẽ đưa ra cho mình tất cả những cái loại option nào mà trong cái dịch vụ họ có, là họ sẽ cho mình chọn hết. Thì kiểm tra lại một lần nữa tất cả các thông tin về khách sạn mình đã chọn, cái loại phòng mình đã chọn, chuyến bay, cũng như là chuẩn bị passport sẵn sàng, phương tiện vận chuyển tụi mình đã đặt của cái công ty nào. Và phần cuối cùng là cái phần bảo hiểm cho cái chuyến đi của mình, cũng như là cho nguyên một cái package mà tụi mình đã chọn luôn. Thì ở đây mình chọn cái gói cơ bản nhất cho cái bảo hiểm của tụi mình 3 người là 163 đồng, 83 đồng trên một người, thì có thể 3 người sẽ là tầm 200 mấy chục đồng á. Thì bảo hiểm sẽ cover cho nguyên một cái package của tụi mình luôn, vé bay, chỗ ở và cái bảo hiểm y tế. Về cái thông tin về cái bảo hiểm thì các bạn có thể click vô cái phần chi tiết để các bạn đọc tất tần tật những cái gì mà họ có bao gồm nha. Ở đây là cái phần bảo hiểm mình đã click vô mà họ đã show ra cho tụi mình thấy được hết những cái gì mà cái trong cái plan mà tụi mình mua. Sau khi chọn bảo hiểm xong thì các bạn sẽ click vào cái chữ continue để các bạn nhập tất cả những cái thông tin của những người đi trong cái chuyến du lịch đó, cũng như là thông tin chuyến bay, ngày tháng năm sinh, tên họ, địa chỉ cư trú của các bạn ở Mỹ, cũng như là số điện thoại để họ nắm được thông tin của những người sẽ đi trong cái chuyến bay đó, để họ làm hồ sơ họ gửi lại cho mình. Sau khi đã điền hết tất cả thông tin thì các bạn click continue. Ở đây mình không có nhập thông tin vô nên họ không có cho mình đi tiếp tục. Còn nếu các bạn nhập thông tin đầy đủ vô đây thì khi các bạn click cái nút mà tiếp tục thì họ sẽ gửi cho các bạn những cái một cái review tất cả những cái gì các bạn đã đặt. Xong thì sẽ tới một cái phương thức thanh toán, các bạn nhập số thẻ để trả tiền. Xong xuôi hết thì khi mà hoàn tất cái thủ tục, họ sẽ gửi cho bạn một cái số để xác nhận, cũng như là cái confirmation number. Also họ gửi cho các bạn cái email để các bạn lưu lại tất cả những cái gì mà các bạn đã đặt trong cái package đó. Thì các bạn có thể in những cái tờ giấy mà cái email xác nhận đó họ gửi ra để đem theo. Sau khi đã đặt vé bay với các thứ xong thì bạn vô cái website là The Parking Spot. Thì cái website này ở đây là cái chỗ mà các bạn gửi xe, để mà gửi xe tại sân bay. Nếu bạn nào chọn phương tiện là tự lái xe đi, ở đây mình chọn cái sân bay ở cái khu vực nhà mình, cái ngày nào mà tụi mình sẽ đi và cái ngày nào tụi mình về, có nghĩa là cái gửi xe trong vòng bao lâu á, thì để họ tính cho các bạn cái chi phí mà các bạn phải trả cho cái phí giữ xe đó. Thì mình khuyên là các bạn nên đặt cái giờ nào mà là cái giờ mà các bạn trừ hao cái thời gian các bạn đi ra sân bay nha, chứ không phải là cái giờ mà mấy bạn bay. Thì khoảng tầm 3 tiếng trước cái giờ bay là hợp lý. Xong các bạn check giá. Ở đây họ sẽ có nhiều cái gói giá cho các bạn chọn. Cái loại mà cái bãi đầu xe có mái che hoặc là không có mái che thì rẻ hơn chút xíu, nhưng mà chắc chắn thì tụi mình sẽ chọn cái loại có mái che rồi. Họ có rất là nhiều cái dịch vụ đi kèm và những cái địa điểm sân bay khác nhau. Các bạn nên check trước cái địa chỉ để mình biết được là mình nên chọn cái loại cái bãi đậu xe nào mà gần tiện đường cho mình đi nhất. Thì khi các bạn chọn cái gói này xong thì họ sẽ dẫn các bạn đến một cái trang để các bạn thanh toán cho cái booking của mình. Cái thời điểm này mình đi á, mình chọn ở trong đây là giá nó hơi cao. Còn hôm bữa tụi mình đi hồi tháng 1 á, mình đi hồi giữa tháng 1 thì mình chọn 5 ngày nó chỉ tầm khoảng 38 đồng thôi.
mỗi ngày chỉ tầm chưa tới 8 đồng nhưng hôm nay nó lên làm tới 11 đồng một ngày lận. Cái này mình nghĩ là tùy thời điểm, hoặc là khi các bạn, hoặc là lúc đó họ offer cái coupon nào mà họ có thì các bạn cũng nên shop around để mình lấy cái coupon đó mình add vô thì sẽ được giảm giá. Thì khi mình chọn xong xuôi, mình trả tiền xong thì mình nên download cái app, nhập tất cả những thông tin cái số reservation của mình vô thì họ sẽ gửi cho mình một cái mã code. Thì khi mà mình tới, mình sẽ đưa cho họ cái mã code này để scan vô trong cái system của họ. Đồng thời từ cái app này các bạn có thể click vô để chọn những cái địa điểm nào mà cái shuttle sẽ rước các bạn tại bãi đậu xe đi vô cái trong sân bay á. Thì cái app này là cái cần thiết nhất các bạn phải download về trước khi mà các bạn khởi hành ra sân bay ha. Các bạn đặt chỗ xong thì đồng thời họ sẽ gửi email cho các bạn về cái mã code cũng như là về tất cả các thông tin, cái số mà các bạn đã book cho cái chỗ giữ xe của các bạn. Ở đây là cái mã, các bạn cũng có thể là screenshot cái màn hình lại để scan cũng được. Nhưng mà mình khuyên là các bạn nên download cái app vì trong đó nó có tất cả luôn. Ngày hôm bữa mà mình chọn 5 ngày đi cũng mình chỉ có 38 đồng thôi. Nhưng hôm nay mình thấy cái giá nó hơi cao. Mình không biết là vì cái lý do gì. Chắc hôm trước là mình có mấy cái coupon mình để vô thì nó được rẻ hơn. Sau đây là cái website để các bạn lên điền tất cả những thông tin về cái tờ khai mà khi tụi mình đến Mexico họ sẽ đưa cho mình điền ở trong sân bay. Thì mình recommend, mình khuyên các bạn là nên điền cái tờ này trước ở nhà, xong mình in ra thì tới lúc mà mình đi lên sân bay, lúc mà mình đứng đợi hoặc lúc mình có trẻ nhỏ thì mình không có phải là ghi chép chép như vậy, nó sẽ rất là mất thời gian. Thì mình đã điền hết tất cả những thông tin này, mình in ra thì tới khi mà tới custom họ mình đi qua hải quan á thì mình chỉ cần đưa cái tờ này là họ đóng dấu vô là xong, mình không có phải điền trong lúc trên chuyến bay cũng như là trong lúc mình đứng đợi ở sân bay. Thì đây là tất cả những cái bảng thông tin mà các bạn nên điền vô. Và như vậy là các bạn đã chuẩn bị đầy đủ cho cái chuyến đi của mình rồi đó. Còn một phần cũng khá là quan trọng nữa là những gì các bạn nên mang theo cho chuyến đi Cancun cũng như những chuyến đi ra nước ngoài với con nhỏ. Và mình sẽ nói về vấn đề đó trong cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay. Và mình hy vọng các bạn sẽ có một cái chuyến đi thật là vui vẻ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.